Quỳnh búp bê Phương Oanh và Sắc Bình sắp làm lễ ăn hỏi. Diễn viên Phương Oanh và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, Sắc Bình dự kiến tổ chức lễ ăn hỏi theo phong cách truyền thống trong tháng 7 này. Sáng ngày 20 tháng 7, diễn viên Phương Oanh xác nhận với báo giao thông, cô đang chuẩn bị tổ chức lễ ăn hỏi với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, Sắc Bình tại quê nhà Hà Nam vào cuối tháng 7. Người đẹp 34 tuổi không tiết lộ ngày cụ thể vì muốn buổi lễ riêng tư, ấm cúng. Cả hai hiện chưa có kế hoạch làm tiệc ở Hà Nội. Được biết, Phương Oanh và Sắc Bình vừa đi du lịch Thái Lan cùng gia đình hai bên. Diễn viên Quỳnh búp bê cho biết hạnh phúc, được bố mẹ chồng ủng hộ trong chuyện tình cảm, chuyến đi giúp hai gia đình thêm gắn bó, vui vẻ. Mẹ Sắc Bình từng cho biết gia đình đón nhận Phương Oanh ngay từ lần đầu con trai đưa bạn gái về ra mắt. Trong mắt bà, con dâu là người đơn giản, chân thành. Mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu của hai người rất tốt đẹp. Bà hợp tính con dâu nên hay trò chuyện, chia sẻ mọi điều. Nói về định hướng sau khi kết hôn, Phương Oanh cho biết cô đặt gia đình lên ưu tiên hàng đầu nhưng không có ý định làm bà nội trợ toàn thời gian. Nữ diễn viên sẽ trở lại đóng phim khi có kịch bản phù hợp. Một tháng gần đây, cô khá bận rộn vì vừa dung dáng tổ ấm mới, vừa chuẩn bị cho ngày trọng đại, song song việc kinh doanh. Phương Oanh và Sắc Bình hoàn thành thủ tục kết hôn từ ngày 15 tháng 6 tại Phủ Lý, Hà Nam, quê nữ diễn viên. Trước khi quyết định đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ, họ có một năm hẹn hò. Phương Oanh sinh năm 1989, xuất thân là người mẫu. Tuy nhiên cô được khán giả biết tới nhiều với tư cách diễn viên. Phương Oanh từng góp mặt trong các phim Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và Hương vị tình thân. Sắc Bình sinh năm 1981, tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình. Tốt nghiệp thạc sĩ tin học đô thị tại trường đại học thành phố Osaka, Nhật Bản, là nhà sáng lập kiêm chủ tịch một tập đoàn về công nghệ. Sắc Bình được biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình Sắc Tăng, Thương vụ bạc tỷ với vai trò đầu tư. Trước khi đến với Phương Oanh, anh từng có vợ cùng ba con. Theo Vietnamnet, sau ồn ào tình cảm liên quan đến vợ của Sắc Bình, Phương Oanh kín tiếng hơn về chuyện đời tư và không đăng ảnh liên quan đến chồng sắp cưới trên trang cá nhân. Ngay cả việc cô âm thầm đăng ký kết hôn với Sắc Bình hay được luật sư của vợ của Sắc Bình công khai xin lỗi trên mạng xã hội, Phương Oanh cũng không hề đưa ra bất cứ tuyên bố gì. Minh Hoa, TH,